Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh có tên gọi rất là hay, đó là bánh trứng muối tiết hoa. Bánh này thì được làm rất là đơn giản và nhanh gọn, nhưng mà khi ăn á, thì mình sẽ cảm nhận được cái độ dai nè, dẻo, giòn, vị mặn, ngọt, bùi đủ hết luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trứng muối tiết hoa này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị trứng muối trước. Diễm có 5 cái lòng đỏ trứng muối, Diễm cân được 70 g. Lòng đỏ này thì mình sẽ lăn sơ qua rượu, sau đó mình cho vào trong sửng và mình mang đi hấp. Nước thật là sôi thì mình mới cho cái sửng trứng muối này lên, mình hấp và hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 10 phút để cho trứng muối nó chín, nó mềm và nó bùi thì lúc mà mình nghiền ra nó sẽ dễ dàng hơn. Trong thời gian này thì Diễm đi chuẩn bị cái phần topping để mình để lên trên bánh. Diễm có 20 g trà bông, thì theo công thức gốc mình sẽ dùng là trà bông gà hay là trà bông gà Đài Loan, nhưng mà Diễm không có thì Diễm dùng trà bông heo vẫn thấy ngon. Mình có thêm 4 g mè rang vàng và 1/2 cái lá rong biển. Lá rong biển này là cái loại mình dùng để gói sushi đó, hoặc là mình dùng rong biển tẩm vị cũng được luôn. Cái lá rong biển này 1/2 cái thì Diễm cân được 2 g và mình cắt ra nhỏ như vậy nha. Sau đó mình sẽ trộn 3 cái nguyên liệu này cho nó đều, rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình đi kiểm tra trứng muối. Trứng muối sau khi mà Diễm hấp được 10 phút á, thì trứng nó đã chín kỹ rồi. Thì bây giờ mình nhấc khỏi bếp và mình mang mình đi nghiền ra liền luôn. Lòng đỏ trứng muối còn nóng á, thì nó sẽ mềm hơn. Mình nghiền á, như vậy nó nhuyễn, thì lúc mà mình trộn vô chung với bánh á, nhìn cái màu bánh nó sẽ vàng cam, nó đẹp hơn. Sau khi nghiền xong rồi á, thì Diễm sẽ múc ra khoảng một muỗng canh đầy cái lòng đỏ trứng muối này. Mình để dành lại để chút nữa khi mà bánh làm xong á, mình sẽ rắc lên trên mặt mình trang trí. Còn phần còn lại á, thì mình sẽ cho vào trong bánh. Khuôn để làm bánh này á, thì Diễm dùng khuôn chữ nhật, có cái kích thước là 15 x 25 cm và cái chiều cao nó khoảng là 2,5 cm. Mình dùng một cái tờ giấy nến nướng bánh nha, mình lót bên dưới để khi mà bánh làm xong á, mình lấy ra được dễ dàng. Một trong những nguyên liệu tạo nên cái độ giòn xốp cho cái bánh này chính là bánh quy mặn. Mình cần 180 g, Diễm dùng hiệu này. Thật ra cái hiệu này cũng không có ngon lắm. Theo cái công thức gốc á, thì mình sẽ dùng cái bánh quy mặn mà phô mai á. Mình vào trong nhóm nấu ăn, Diễm sẽ đăng hình cái bánh quy mặn đó để cho mình dễ tìm nha. Còn nếu mà mình ở Na Uy á, thì mình có thể dùng cái hiệu này hoặc là bánh Ritz á, Diễm thấy cũng ngon. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu nữa chính là bột sữa. Mình cần 65 g bột sữa thì Diễm dùng hiệu này của Nestle. Hoặc là mình dùng bột sữa cho em bé từ 1 tuổi trở lên uống cũng được luôn. Để tạo độ kết dính và mềm dẻo cho bánh á, thì mình cần 250 g marshmallow. Marshmallow này á, Diễm mua ở trong Kiwi, một bịch như vậy là 250 g, mình dùng hết luôn rất là tiện. Và mình lưu ý là marshmallow mình dùng cái loại tự nhiên á, tức là không có bỏ hương vị gì trong đó. Cái này nó hơi to đó, vì vậy mình cắt ra cho nó nhỏ cho nó nhanh tan. Bơ thì mình cần 90 g bơ và bơ lạc, bơ không có muối nha. Bắt một cái chảo chống dính lên bếp nè, Diễm cho 90 g bơ lạc vào và mình bật lửa trung bình. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 6 và mình làm cho bơ này nó tan. Lưu ý là mình chỉ làm cho bơ tan chứ không làm cho bơ nó sôi ha. Tại nếu mà nó sôi thì sẽ làm giảm đi cái vị thơm của bơ. Đó, khi mà mình thấy bơ nó tan hoàn toàn như vậy thì mình lấy marshmallow á, mình cho vào. Và mình cũng giữ cái lửa trung bình hoặc lửa nhỏ nha, để mình làm cho marshmallow nó tan. Lưu ý là mình đảo thiệt là đều. Nếu mà mình thấy nóng quá thì mình cứ hạ xuống cái lửa nhỏ thôi. Lúc mà marshmallow nó chưa có tan hoàn toàn thì mình nhìn cái kiểu nó hơi tách bơ nha, nhưng mà mình cứ khuấy theo một chiều thiệt là đều tay, thì lúc đó bơ nó sẽ thấm vào trong marshmallow. Và mình thấy cái tổng hợp này bắt đầu nó sẽ loãng ra như vậy. Lúc này á, thì mới đạt nha. Lưu ý là marshmallow phải tan hoàn toàn và hỗn hợp nó sẽ chảy. Diễm mới lấy lòng đỏ trứng muối hồi nãy mình nghiền đó, mình cho hết vào.
Rồi mình cũng khuấy thêm một chiều cho lòng đỏ trứng muối này nó tan vào cái hỗn hợp marshmallow với bơ. Khi mà nó tan á, thì nó sẽ chuyển sang cái màu vàng như vậy. Thì lúc này á, mình mới lấy bột sữa 65g và mình cho vào hết luôn. Rồi mình cũng khuấy đều ha, khuấy thêm một chiều và mình tém trên cái thành của cái chảo. Lưu ý là bột sữa đó nó phải hòa đều với lại cái hỗn hợp trứng muối và marshmallow. Lúc này mình nên giữ cái lửa nhỏ chút nha, đừng có để cái lửa lớn nó sôi á, thì giống như á, nó dễ bị khô á, hoặc là làm cho cái hỗn hợp này nó bị cứng. Đó, khi mà Diễm thấy bột sữa nó đã đều hết như vậy thì mình mới lấy bánh quy mặn đó 180g mình cho vào. Mình vẫn giữ cái lửa nhỏ và mình đảo thiệt là đều cho cái bánh quy mặn này nè, nó thấm đều với lại cái hỗn hợp marshmallow và trứng muối. Thời gian rất là nhanh nha, chừng khoảng 1 phút à. Và mình thấy lúc này nó hơi dính chảo tí xíu nhưng mà không có sao hết. Đó, mình cứ đảo lên, mình xới lên như vậy. Khi mà mình thấy thấm đều hết là mình nhấc khỏi bếp liền và mình sẽ cho liền ra cái khuôn mà mình đang chuẩn bị sẵn đó, có lót cái tờ giấy nướng bánh. Đầu tiên á, thì mình cứ đổ xuống thôi. Sau khi mà đổ hết cái hỗn hợp bánh này vào trong khuôn rồi á, thì mình mới dùng cái cây phết bột á, và mình trải cái bánh ra cho nó đều. Lúc này á, mình sẽ thấy cái hỗn hợp bánh nó hơi dính nhưng mà không có sao hết. Mình cứ đẩy cho cái phần bánh nó đều ra tí xíu. Sau đó mình đeo bao tay vào và mình dùng cái bàn tay mình á, mình ép, mình tán cái bánh ra thì mình thấy nó dễ dàng hơn. Đó. Lúc này á, mình đeo bao tay nhưng mà nó cũng còn hơi dính tay, tại vì cái hỗn hợp bánh này nó còn nóng đó, nhưng mà nó nguội chút thì nó sẽ không dính vào cái bao tay nữa. Đó, chỗ nào mà mình thấy bánh á, cái bánh quy mặn nó chưa có đều đó, thì mình sẽ rải nó ra. Rồi mình dùng tay đó, mình ấn cho cái mặt nó đều, nó phẳng như vậy. Đều hết bốn góc luôn. Lúc này á, thì mình sẽ thấy á, hỗn hợp bánh nó không còn dính vào trong cái bao tay nữa. Đều hết rồi thì mình lấy lòng đỏ trứng muối á, mình trải đều lên mặt bánh nha. Sau đó mình sẽ lấy cái hỗn hợp trà bông nè, mè và rong biển đó, mình trải đều lên. Như vậy là mình đã làm xong cái món bánh này rồi. Và khi mà cho hết tất cả những nguyên liệu lên trên rồi, mình để bánh ở trong khuôn như vậy cho bánh nguội ha, thì lúc đó mình mới cắt ra và nó không có bị dính vào trong cái tờ giấy nướng bánh. Và lúc mà Diễm ăn thử cái bánh này á, Diễm thấy á, Diễm thích có cái phần phô mai hơn, thì Diễm có cho thêm 40g phô mai cheddar. Cái loại này là loại mình cho vào trong hamburger đó. Tại vì công thức gốc mà anh Hùng chia sẻ cho Diễm á, thì dùng cái bánh quy mặn nó có phô mai, cái bánh Diễm không có phô mai thì Diễm thấy nó hơi thiếu cái vị. Vậy nếu mà cho phô mai á, thì mình sẽ làm tan cái marshmallow với bơ trước. Đó, tan hoàn toàn như vậy. Rồi sau đó mình mới lấy 40g phô mai cheddar đó mình cho vào. Cho vào thì mình khuấy cho phô mai nó tan đều hết. Rồi bắt đầu mình mới cho trứng muối. Khi mà trứng muối nó tan đều thì mình cho bột sữa và mình làm tiếp tục như là cái cách mà Diễm đã chia sẻ hồi nãy. Có phô mai vào thì làm cho cái vị bánh nó thơm hơn và nó mềm hơn nha. Và Diễm có lưu ý là nếu mà cái bánh này mình có cho phô mai á, thì lúc mà mình cho bánh vào trong khuôn á, mình ép bánh nó sẽ dính hơn là cái bánh mà mình không cho phô mai. Nó dính hơn tí xíu thôi, nhưng mà khi nguội á, thì nó cũng khô ráo, nó không có dính nữa. Cái này là Diễm đã để nguội được khoảng 2 tiếng nè, mình cầm mình thấy rất là cứng rồi. Như vậy á, thì mình gỡ ra mới dễ dàng. Tùy mình ha, mình có thể lấy cái bánh ra luôn. Còn Diễm á, thì Diễm sẽ cắt cái rìa bánh này ra trước. Sau đó Diễm chia bánh luôn, rồi Diễm mới gỡ cái phần giấy á, ở bên dưới cái bánh sau. Với cái kích thước của bánh là 15 x 25 cm á, thì đầu tiên Diễm sẽ chia bánh ra làm đôi trước. Rồi sau đó 1/2 bánh á, mình tiếp tục mình chia ra làm 3 phần bằng nhau nữa. Và mình chia bánh ra thành từng cái miếng vuông. Cái bánh này á, thì nó nhỏ hơn cái hộp diêm á, hộp diêm hồi xưa tí xíu á, là được. Diễm chia được tổng cộng là 36 miếng bánh nha. Đây là bánh mà Diễm không có cho phô mai nè. Bánh sẽ giòn rất là lâu và nó hơi chắc hơn là bánh mình có cho phô mai chút.
Bánh này mình bảo quản ở nhiệt độ phòng và mình cho vào trong túi hoặc là hộp mình đậy kín, mình có thể ăn được từ 5 cho tới 7 ngày. Còn bánh mà Diễm có cho phô mai á, thì bánh sẽ mềm hơn và cái vị nó cũng đậm đà hơn chút. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.